Đây. Ơ nhưng mà xay này thì coi như mình sơ chế trước hộ là gì nữa nhở? Thì tí lấy luôn bèo mới này, bèo cây này. Lấy bèo mới này, lấy cây này còn nguyên. Anh Giang anh mời anh gì chủ nhà đến mình để trông ở đây, không nhỡ mình cho lợn của anh ấy ăn cỏ voi này có vấn đề gì không? À anh ơi, anh cho em hỏi một xíu là cỏ voi này ngày thường mình có cho lợn ăn không? Có ạ. Có. Em hỏi thật là cứng như này là ăn chỉ không ngon thôi, còn vẫn ăn được. Nó ăn vẫn ăn được. Thế em cứ thử cho nó một ít vào đây cho nó ăn được không nhé? Vâng ạ. Anh không ảnh hưởng gì đến lợn nhà anh đúng không? Không ạ. Không vấn đề gì. Vâng. Anh chắc chắn. Chắc chắn. Nếu mà xảy ra thì là em không chịu trách nhiệm đâu nhá. Vâng ạ. Cái này ăn thoải mái mà không vấn đề. Vẫn ăn hàng ngày. Vâng. Những cây cỏ voi vẫn được để nguyên vẹn rồi đưa vào trong máy và kết quả là những khối bột mịn được đưa ra qua bàn xả như thế này. Không chỉ có cỏ voi, cá ngô và một số loại cá phế phẩm thu mua từ những bến tàu cũng đã được đưa vào máy. Và thay vì nấu chín, sản phẩm thu được từ máy này có thể đưa thẳng tới các máng nuôi lợn. Bây giờ chúng tôi đang thử cho cái cỏ voi rồi mèo tất cả các thứ xay lẫn với nhau xem lợn nó ăn được không. Cho ăn bằng tay đi, cầm cho ăn bằng tay xem muốn ăn không. Nằm như nằm xôi. Có vẻ là bọn nó trông bọn nó ăn rất là khoái khẩu. Ăn rất là khoái đúng không? Ăn rất là ngon. Mà đây nào. Chắc chưa? Trước đây tôi mới chỉ thấy rằng là mọi người cho lợn ăn thân chuối, ăn bèo, nhưng mà họ cũng phải nấu lên, chứ tôi cũng chưa thấy rằng họ băm ra xong họ cho con lợn nó ăn sống. Nhưng mà bây giờ thì tôi thấy rằng là qua cái máy chế biến của anh Giang ấy thì không những là dùng các cái nguyên liệu khác ngoài những cái nguyên liệu truyền thống đấy mà còn có thể là không phải đun nấu gì. Chỉ cần ủ men qua một cái thời gian ngắn là đã có thể là cho lợn ăn được, thì tôi thấy thực sự là tiện dụng và giảm đi rất nhiều công sức cho người nông dân lao động. Và còn kỳ diệu hơn, khi nguồn nguyên liệu đưa vào máy bị dư thừa, chúng sẽ không bị bỏ đi mà được ủ men và đưa vào các bể chứa để dùng trong một thời gian dài sau đó. Cách xử lý này thậm chí còn hiệu quả và giúp lợn hấp thụ chất tốt hơn cách nấu cám và chăm sóc thông thường. Như bình thường mà một ngày mà mình thái một cái máy này thì mà để thái được hết tất cả lợn nhà mình là anh phải thái hết bao nhiêu lợn? Em cả đi lấy về mấy này cả thái được khoảng cỡ tầm 3 tiếng. 3 tiếng? 3 tiếng ăn được khoảng cỡ 4 ngày. À, 3 tiếng này là tất cả chỗ lợn này là mà mình chỉ thái mất có 3 tiếng thôi. Để còn ăn được những 4 ngày chứ không phải là chỉ có 3 tiếng. Thế ngày xưa nếu như mà chưa có cái máy này mà băm bằng tay thì lúc nãy thì tôi và anh Long có thử. Thấy rất là lâu mà nó không nhỏ được. Thế ngày xưa nếu mà dùng tay thì nhà mình hết bao nhiêu lâu? Dùng tay để mới 3 nhân lực thì là làm cả ngày mới xong. 3 nhân lực không? Tức là mất 3 công. Từ sáng đến lấy bèo võng về là cho ăn rồi. Tầm từ sáng đến chiều mới xong được, ăn một bữa tối bữa sáng. Cái thức ăn mà mình dùng cho bây giờ với ngày xưa thì có khác gì nhau không anh? Nhưng cái cỏ voi có vẻ như là bây giờ mới cho ăn được đúng không ạ? Cái cỏ voi thì nó lại vẫn cho ăn nhưng mà nhân liệu nó còn khỏi mà ai nấy thì cũng nấy cho nó ăn. Cái nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương tôi rất nhiều mà nó mọc đầy lòng sông lòng lạch. Mà đôi khi như vùng nông thôn chúng tôi thì đi ở cái vùng trũng này thì người ta đi gặt đi cấy thì người ta đi bằng thuyền. Đấy, như miếng bèo tây, cây le, cây năn nó mọc đầy lòng lạch thì mình không có cái máy này thì mình tận dụng được, mình lấy được cả cái nguồn thức ăn đấy. Với máy chế biến thức ăn đa năng, mọi nguồn nguyên liệu trong tự nhiên đều có thể tận dụng để chăn nuôi. Không chỉ tận dụng cám, ốc, chuối hay cá phế phẩm làm thức ăn chăn nuôi mà ở nhiều trang trại tại Quảng Ninh, người ta còn tận dụng nhiều nguồn nguyên liệu kỳ lạ mà không ai ngờ tới. Tất nhiên là nhiều người ta bảo là hơi nhưng mà cái chính những cái đấy mới là cái tốt, mình đưa vào tận dụng được. Mà sau này giả sử nhiều máy mà
nguồn nguyên liệu khả năng cũng cạn kiệt, khả năng phải dùng đến những cái nguyên liệu còn rắn cứng hơn nữa. Những cái này đây gọi mình là cây này là cây, cây le. Le. Cây le. Cái này thì ngày xưa chắc mình chỉ làm rơm đốt thôi chứ không phải. Cái này chỉ đốt lên ô nhiễm lắm. Dạ. Yeah. À, rất ô nhiễm. Thế ngày xưa mà cái le này là mình trồng để làm gì? Cái này là nó tự mọc thiên nhiên nó mọc đấy. Le rồi năn lát, năn lát đầy. Mọc nó mọc hoang. Ừ, mọc hoang đầy. Cả một cái cánh đồng rộng. Nhưng mọc lên như này là kể cả là những cái mô hình nuôi trồng thủy sản là không diệt được nó. À thế ạ. Không diệt được nó là không chăn nuôi được. Tức bây giờ cái cây le này thì nó cũng chả có tác dụng gì cho cái đời sống ngày xưa đúng không ạ? Chính xác rồi. À thế ạ. Nó chỉ là gây ô nhiễm với lại nó cản trở cái vấn đề dòng chảy ở nhiều cái lòng lạch, lòng sông của các địa phương đấy. Vâng, thế nhưng mà bây giờ chắc là trong khi mà có cái máy của anh rồi, tất cả những cái cây này đều đã được tận dụng đúng không ạ? Ờ, nếu mà những cái cây này, cây le, cây năn, cây lác ở cái rừng này, rồi những kể cả rong rêu này, nếu mà mình những loại rong rêu thì vệ sinh sạch sẽ được, đi, mình cứ thu hoạch, được vào nhưng mình bỏ vào máy mình chế biến thành thức ăn cho gia súc gia cầm được hết. Dạ, thế ạ. Nên chung rất hiệu quả. Tận dụng mọi thứ mà lại còn đảm bảo những cái yêu cầu về môi trường đúng không? Môi trường quan trọng nhất là môi trường nữa. Thuận tiện cho bà con này, vừa nuôi trồng thủy sản này, lại có cái nguồn nguyên liệu thực phẩm sẵn có cho chăn nuôi gia súc đúng không? Ừ. Nó tự nhiên. Mà gia súc gia cầm nó ăn những cái chế phẩm này xong rồi thì cái chất thải của nó thì nó không có mùi. Không có mùi mà đúng. Lại dùng được cái đấy để bón ruộng. Đấy là cái tốt, cái là tuyệt vời đấy. Tóm lại là cái đấy toàn bộ các cái sản phẩm từ những cái ngày xưa những cái cây trồng cây le thì coi như là bây giờ là được ứng dụng, được sử dụng hoàn toàn luôn. Nó qua hai đợt, một đợt cái thứ nhất là cái dùng cái nguyên liệu này để mình dùng làm thức ăn để tăng cái vấn đề thu nhập cho gia đình. Vâng. Cái thứ hai nữa là còn được cái phân. Đấy, bón ruộng rất thế, tốt. Thế nhưng bây giờ mà gọi tên gọi chính xác của cái máy của anh gọi là máy gì? Tên gọi chính xác cái máy của anh là máy chế biến thức ăn chăn nuôi đa năng. Máy chế biến thức ăn chăn nuôi đa năng. Đa năng. Đa năng là bởi vì trong đó có cả công dụng là từ cái máy đấy chế cho lợn ăn các loại, sẽ thành một loại phân bón mới đúng không ạ? Loại này thì sạch hơn và thải ra môi trường. Đa năng thì cái tên đa năng đấy cũng là một cái vấn đề đa năng. Cái đa năng cũng là cái nguyên lý hoạt động của nó làm việc, cái chức năng của nó được nhiều việc. Giả sử như kể cả là con ốc này, rồi là những loại cây cứng, cây ngồi, những loại chất xơ, chất tai là nó làm hết, thành bột hết. Vâng. Qua máy làm việc được hết. Vậy là chúng ta đã trải qua 30 phút của Gara Bí Mật ngày hôm nay với chiếc máy chế biến thức ăn chăn nuôi đa năng của tác giả Đinh Văn Giang. Một ý tưởng rất hữu ích của nhà sáng chế Trần Đất Quảng Ninh đã giúp nông dân tận dụng nguyên liệu tự nhiên và giải quyết nhiều vấn đề xã hội khác như giao thông, sản xuất nông nghiệp và môi trường. Để tìm hiểu về sản phẩm, bạn có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi qua địa chỉ garabimat@studio6a.vtv.vn hoặc địa chỉ tác giả Đinh Văn Giang, xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Và ngoài cái máy này ra thì hiện tại thì anh đang có những cái dự định gì trong tương lai? Anh thì nói chung là trong tương lai anh cũng đang có dự định đang muốn lên bản vẽ một số loại máy. Vâng. Nhưng loại máy này anh cũng dần anh sẽ công bố một số loại. Cũng lại là những chiếc máy rất là phục vụ bà con thôi. Quan trọng mình ở nông thôn thì mình chỉ chế tạo ra loại máy nào nó phù hợp với cái địa bàn nông thôn của mình thôi để phục vụ cái nhu cầu bà con. Vâng. Cái đấy thôi. À, các bạn thân mến, anh Đinh Văn Giang thì vẫn còn rất nhiều ý tưởng, rất nhiều những chiếc máy đang nằm trong dự định và rất có thể là các anh cũng đang rất là mong muốn giới thiệu với quý khán giả đúng không ạ? À, tuy nhiên do thời lượng của chương trình Gara Bí Mật có hạn và chúng tôi đã kết thúc tất cả những thử nghiệm, những cái cuộc tìm hiểu về chiếc máy chế biến thức ăn gia súc đa năng của anh Giang ngày hôm nay. Và rất cảm ơn anh đã cảm ơn tham gia chương trình. Các bạn. Và cảm ơn các bạn. À đấy ạ. Stop. Rồi. Tôi mới chỉ thấy rằng là mọi người cho con lợn nó ăn bò à ăn